Aorus 17, chiếc laptop gaming trị giá 60 củ tại thời điểm ra mắt. Nghe cái giá thì cũng khá là mặn mòi, nhưng cái gì thì nó cũng có giá của nó cả. Nói chung là nếu anh em mà muốn tìm hiểu giá trị thật của chiếc laptop gaming này thì hãy cùng mình xem hết video này nhé. Và xin phép anh em một chút, mình sẽ công bố giải Giveaway ngày 25 tháng 5. Theo như rà soát giải thưởng thì mình có thấy một bạn trúng giải nhất, đó là trị giá 1 triệu đồng với con số 315. Và giải thưởng hôm đó, kết quả của sổ số miền Bắc hôm đó là giải 3 số cuối là 319. Với các số khác thì mình thấy không trùng với kết quả nên là mình sẽ không trao những cái giải tiếp theo, chỉ có một giải duy nhất thôi. Vậy thì bạn vui lòng liên hệ với Laptop TC để được hướng dẫn cách nhận giải thưởng nhé. Và các bạn hãy nhớ theo dõi kênh của Laptop TC để chúng ta tham dự những cái giải giveaway những ngày tiếp theo, những tuần tiếp theo. Bên mình sẽ làm giải liên tục cơ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và follow kênh nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục video. Khi ra mắt tại CES 2022 những ngày đầu năm thì Gigabyte họ đã tung ra dòng sản phẩm Aorus 17, gần như là phá vỡ mọi cuộc chơi trong làng laptop gaming. Khi mà thiết kế thì cực kỳ tối giản và hiệu năng thì lại cực kỳ là tối thượng. Điểm mạnh đầu tiên trên chiếc Aorus 17 này đó chính là màn hình. Máy thì đang sở hữu chiếc màn hình Full HD nhưng tần số quét lên tới 360Hz và 100% sRGB. Các độ phủ màu khác thì là Aorus RGB thì là khoảng 79%, DCI-P3 là khoảng 81% và NTSC là khoảng 74%. Thêm một điểm nữa là độ sáng của màn hình này lên tới 300 nits, trong đó thì điểm sai lệch màu nó chỉ khoảng 0,9 điểm delta E thôi. Đặc biệt là ba viền cạnh máy siêu mỏng với kích thước là 17 inch. Mà viền siêu mỏng thì tỷ lệ màn chiếm gần như là đến 90% thân máy. Do đó khi chơi game thì không gian cực kỳ rộng rãi với chiếc màn hình chất lượng này. Bên trên thì là một chiếc camera được thiết kế vô cùng nhỏ gọn. Tuy nhiên cái chất lượng của camera này nó sẽ không được tốt cho lắm, nhưng nó lại được tích hợp bằng Windows Hello và bảo mật bằng khuôn mặt. Bên ngoài thân vỏ thì được thiết kế bằng kim loại nhôm cao cấp, phủ tông màu đen và bề mặt được làm rất là mịn mà. Điểm nhấn trung tâm là logo Aorus với biểu tượng hình chú chim, chứ không hề có điểm họa tiết nào. Có thể nói đây là thiết kế siêu tối giản trên dòng laptop gaming. Tổng quan về kích thước của máy thì là vừa đủ, trông rất là gọn gàng nhờ thiết kế viền màn hình mỏng, nhưng cân nặng thì lại không được như vậy. Khi mà toàn bộ máy được thiết kế bằng khung kim loại nhôm cao cấp, do đó trọng lượng khoảng 2,6 kg. Nếu thêm cả combo sạc thì lên đến là 3,3 kg. Đây không phải là trọng lượng lý tưởng để anh em có thể là thường xuyên mang đi mang lại, nhưng nếu đây là một chiếc laptop gaming cao cấp thì cái trọng lượng này có thể tạm chấp nhận được. Khi mà các họa tiết không được làm trên mặt A thì hãng họ đã bổ sung các cái họa tiết đó ở xung quanh viền và khung máy rất là nhiều. Ví dụ đằng sau các bạn có thể thấy là cái khung viền được trang trí rất là tỉ mỉ. Ngay cả các cái cổng kết nối hay là cái hệ thống tản nhiệt cũng được làm rất là chi tiết với các cái vát viền. Các cổng kết nối thì cũng được bố trí đầy đủ, được bo viền thò ra thụt vào theo đường vát máy. Từ các lỗ thoát gió tản nhiệt hay là các họa tiết hút gió ngay trên bàn phím. Về phần thiết kế bàn phím thì trông nó rất là đa nhân cách anh em ạ. Chỉ riêng cái nút nguồn thôi là đã hết sức gây chú ý rồi. Trông nó khá là to và nằm chính hình ở giữa ngay trung tâm máy. Còn eo phím và cái kiểu form thiết kế cũng như là kiểu ký tự thì được làm giống với laptop gaming của HP. Đèn LED tắt bật thì lại giống của Lenovo. Còn giải màu sRGB với 16,7 triệu màu thì lại giống với của Dell Alienware. Nói chung là mỗi thứ tốt đẹp của các hãng gaming khác thì là Aorus này đều sở hữu một tí. Có chức năng anti ghosting, chức năng macro mỗi phím và tuổi thọ phím lên đến 10 triệu lần bấm. Tổng thể lại thì chúng ta có một chiếc bàn phím full size, full số, phím điều hướng to và rõ ràng, tách biệt với nhau. Hành trình phím tốt, khoảng cách phím rộng và đều, gõ thì sẽ không bị nhầm, layout ổn, độ đàn hồi phím tốt, khá nhẹ và êm khi sử dụng, không phát ra âm thanh quá lớn khi chúng ta gõ. Về phần touchpad thì mình thấy là nó cũng vừa phải, chứ không được to lắm so với tỷ lệ màn hình là 17 inch. Chắc hẳn hãng họ cũng hiểu ra vấn đề là người dùng laptop gaming thì họ thường sẽ sử dụng chuột ngoài, nên họ đã không chú tâm quá nhiều về phần touchpad. Nhưng họ cũng đã làm một chiếc touchpad có bề mặt trơn mịn, mượt mà và ít bám mồ hôi. Cảm ứng cũng rất là ổn khi mà chúng ta sử dụng với các cái cử chỉ đa điểm. Mà thêm một điểm tạo ra cái giá trị thật của máy nữa, đó chính là về hiệu năng, chắc chắn sẽ không làm anh em thất vọng. Aorus 17 thì nó là một dòng laptop gaming cao cấp của Gigabyte, nên là việc bổ sung cấu hình khủng nhất, tốt nhất là điều hiển nhiên. Ngay cả màn hình là cũng là một chiếc màn hình xịn sò rồi thì tất nhiên là hiệu năng nó không thể là làm qua loa được. Tại thời điểm ra mắt đầu năm 2022 thì CPU Intel là một con chip được đáng chú ý nhất. Với Core i7 12700H, 16 lõi 20 luồng và xung turbo tối đa là được 4.7 GHz. Song song với đó là card RTX 3070 Ti cùng các tính năng AI thông minh thì mang đến cái khả năng xử lý rất là mượt mà. Và chúng ta chơi thoải mái các cái tựa game như là GTA 5 này, CS:GO hay là game Cyberpunk 2077. Kết hợp với GPU và CPU thì là RAM 16GB DDR5 cho hiệu suất cũng rất là tốt và ổ cứng SSD 1TB để chúng ta lưu trữ dữ liệu rất là thoải mái, có thể là lưu các tựa game hoặc là lưu các cái file tài liệu cũng rất là ok. Và tất nhiên rồi, với hệ thống tản nhiệt thì chúng ta không thể thiếu được hệ thống Winfall, một cái hệ thống gọi là độc quyền của Gigabyte cho chúng ta cái hiệu suất tản nhiệt rất là mát khi mà chúng ta test thực tế. Mình sẽ làm thêm một bài test thực tế về cái nhiệt độ và cái hiệu năng của CPU và GPU. Các bạn nhớ theo dõi thêm ở cái phần mô tả nhé, mình sẽ để link cái test trực tiếp vào đó. Và cuối cùng là quả pin 99Wh cho anh em sử dụng thoải mái. Nói chung là nếu mà anh em muốn chơi game hay là làm đồ họa thì chúng ta vẫn nên cắm sạc và sử dụng sạc thường xuyên. Nó sẽ tốt hơn cho cái hiệu năng và cái quá trình sử dụng công việc.
Vậy thì tổng quan trên laptop 60 củ này, nó có xứng đáng với cái giá tại thời điểm ra mắt năm 2022 hay không? Anh em hãy để lại comment ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Và nếu anh em thấy video này hay thì hãy nhớ cho laptop TEC xin một like cũng như là một đăng ký kênh cùng với là subscribe. Khi mà bên mình ra thêm những video mới, các bạn có thể nhận được những cái thông tin là sớm nhất và nhanh nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.